xin chào tất cả các em lại đến với kênh Bếp Chibi. Và đây là gian hàng bút của chị, có rất là nhiều loại bút kiểu luôn. Và như đã hứa thì ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em tất cả những cái mẫu bút mới của shop nha. Rất rất là nhiều luôn nha. Ta-ra-em. Và đây chị đã lấy ra là mỗi loại một hai cây ở ngoài đây để cho các em có cái nhìn tổng hợp hơn nha. Mỗi cây là 5.000 đồng. Thì đây ha, đầu tiên sẽ là bút trái cây nha mấy em. Thì chúng ta sẽ có là dưa hấu nè, cam nè, thanh long nè, dâu nè, rồi dâu trắng nè, và bơ. Đây ha, những cây bút 5.000 hình trái cây rất là dễ thương, những cây bút mẫu mới luôn. Tiếp theo thì sắp đến Noel rồi, chúng ta sẽ có là ba cây bút Noel nha, cây thông, tuần lộc và người tuyết nè. Thì những cây bút này cũng có giá là 5.000 đồng ha. Đây, tiếp đến thì chúng ta sẽ có là về thức ăn nha. Thức ăn thì ở đây là chúng ta sẽ có là cà rốt thỏ nè. Đó, rồi thỏ cà rốt nè. Kem á, nè ha, kem nè, cây kem á, cây kem ốc quế. Đây nha, đây để mình soạn, chị soạn ra nè. Đây là kem ốc quế toàn ten nè. Đó, kem ốc quế toàn ten. Kem ốc quế mà là kem thỏ đó nha. Đó, cũng là đồ ăn luôn. Rồi đến là một trái bắp nữa nè. Rồi đến là bánh kem ha. Đó, bánh kem và có cái trái cây ở phía trên nữa. Thì những cây bút này cũng là 5.000 một cây. Chị xin lỗi nha, bộ bút Noel còn có ông già Noel nữa nè. Cũng 5.000. Tiếp đến thì cũng là thức ăn nha. Tiếp đến thì cũng là thức ăn. Thì chúng ta sẽ có là bí ngô. Wow. Kẹo. Kẹo này thì là kẹo đèn nha. Đây, kẹo đèn này thì là 9.000 lận. Đó, còn mấy cây này thì là 5.000. Đây, trứng gà nè. Rồi có cả thuốc nữa nha. Đây, 5.000 một cây. Và vẫn là thức ăn, vẫn là cây trái. Thì đây là cây xương rồng nha. Đây nè, bút xương rồng rất là dễ thương, 5.000 đồng. Rồi đây thì là bút của cây đậu que. Và đặc biệt cái cây này nè, đây các em xem nè ha, nó có thể làm kèn được luôn nha. Đây chị sẽ thổi thử này nha. Đây chị sẽ thổi. Đây mình sẽ thổi vào đây nha, 5.000 một cây. Đây thì chúng ta sẽ đến với hoa nha. Đây rất là nhiều hoa luôn như thế này. Và bên đây á thì là có ba cây bút hoa. Nhưng mà bút hoa bên đây thì chỉ có 5.000 thôi, bởi vì nó không có đổi màu ha. Hoa đào toàn ten nè, rồi đến là hoa này nè ha, rồi đến là hoa này, thì mỗi cây là 5.000. Còn hoa bên đây á thì là đổi màu, cho nên nó là 7.000 đồng một cây nha. Đó, hoa đó, hoa đồng tiền, hoa cúc, chùm nho, hoa tulip, rồi hoa hồng tí hon. Đó, những cây hoa này thì là 7.000 một cây, đổi màu khi ra nắng nha mấy em, rất là dễ thương luôn. Tiếp đến thì cũng là bút qua thức ăn, nhưng mà bút này là bút, đây bút trà sữa chữ lớp nha mấy em. Bút trà sữa này cũng có giá là 5.000, chị sẽ bỏ nó vô luôn là gian hàng bút thức ăn. Đây, trái cây và thức ăn nha. Tiếp đến thì mình sẽ có là động vật nha. Động vật thì ở đây là có bạn Bonnie. Đó, đó ha, Bonnie nè. Rất là đẹp luôn nha. Như thế này nè, 4 mẫu khác nhau nha. Và mỗi mẫu là 5.000 đồng một cây thôi mấy em. Nguyên người nè ha. Còn cái này thì là cái đầu thôi. Sau đó thì còn có là bé gấu nè nha. Đó, bé gấu nè. Rồi đến là sư tử. À, sư tử hồng rất là dễ thương luôn. Bạn báo hồng ha. Cũng 5.000 một cây. Gia đình thỏ nè nha. Đây, gia đình thỏ. Thì mỗi cây bút thỏ này cũng có giá là 5.000 luôn. Rồi tiếp theo thì là ở trong mấy bạn động vật thì còn có cả voi và cún nữa nè. Mỗi bạn này cũng là 5.000 đồng một bạn. Rồi tiếp đến thì cũng là động vật ha, có cá voi nè, rồi ốc sên nè, rồi cái bạn này là bạn cá heo nha, cá heo Hello Kitty, rồi khủng long. Tiếp theo thì còn có bé thỏ, chèo thuyền và bướm bướm ha. Tất cả đều là 5.000 một cây. Mấy bạn công chúa này cũng 5.000. Tiếp theo thì chúng ta sẽ còn là bút kéo nè nha. Rồi là bút vỏ sò, ngọc trai, bút băng keo, tất cả đều 5.000 một cây. Wow, top data. À, tiếp đến thì các em theo xem nè, hệ thống dao, búa, súng, trời ơi rìu của chị, rất là nhiều luôn nha. Và tất cả đều là những cây bút luôn. À, rất là đẹp, mỗi cây chỉ có 5.000 đồng nha. Để chị sẽ giới thiệu chi tiết nè. Đầu tiên là nón nè nha. Rồi đến là súng mini nè. Rồi đến là giày ba tin nè ha. Đó, súng nè, băng băng băng. Đó, wow, còn có súng màu vàng nữa. Rồi đến là cây đao nha. Rồi đến là kiếm nè, kiếm bạc, kiếm hồng có đuôi, đao xanh. Rồi, trời ơi, lưỡi hái của thần chết nữa nè. Wow, còn cây này là cây búa của thiên lôi, phải không ta? Chị thấy giống búa thiên lôi. Còn bạn nào biết tên thì comment phía dưới nha. Búa này thì có 2 cây.
Đó, rìu này á, thì là có rìu bạc, lưỡi hái á, lưỡi hái thì có bạc và vàng. Cái đao nữa nè, đó. Rồi còn có là cái ván trượt nha, kèn. Đó, những cây bút này là 5.000. Còn thì là bút, mấy cây bút này thì các em biết rồi đúng không? Đó, mấy cây bút dao, nĩa nè, bơi nè, cong nè, sáo nè, xương cá nè, đuôi cá nè, chảo nè. Rồi đến là cái gì sọt rác, đồng hồ cát, bút sổ. Rồi chú hề, Spiderman. Tiếp thì bên đây là chị sẽ có là chị chuẩn bị sẵn đó mấy em. À còn có cây vợt nữa nè nha, cũng là 5.000 đồng một cây. Rồi ở đây thì là bút đèn ha. Bút đèn thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây bút đèn nè. Đó thấy không, nào là siêu nhân anh hùng nè. Rồi đến là mặt cười nè, thỏ nè, Doraemon nè. Chỗ này nó hơi sáng cho nên cái đèn các em thấy rõ. Rồi chim cánh cụt nè. Đó, kẹo nè. Đó, siêu nhân anh hùng thì có tới mấy màu luôn nha. Rồi đến là ngựa Bonnie nè. Đó, còn có mặt cười nữa nè. Và tất cả đều là 9.000 đồng một cây. Và các em biết không thì mình còn có là bút BT 21. Này, chị sẽ đổ ra cho các em xem ha. Bút BT21 và BTS nè. BT21 thì chúng ta sẽ có đầy đủ hết luôn. Và còn có thêm là bút thẻ hình BTS nữa nha. Bút thẻ hình BTS nè. Và bút sổ BTS. Tất cả đều là 5.000 một cây. Và còn có là bút nước nữa. Đây, bút nước. Bút nước kim tuyến thì là 15.000 đồng một cây. Đây, 15.000 đồng một cây. Quá trời luôn á. Thì đây, hình Hello Kitty, công chúa, thỏ, mặt cười nha. Đó, mỗi cây là 15.000. Đó, và rất là nhiều luôn. Như thế này. Đây nè nha, để cho các em xem lại nè. Đó, 5.000, 7.000, 9.000, 15.000 nha. Và thật ra thì còn bút quạt nữa nha mấy em. Đây nè, bút quạt của Blackpink là 10.000. Đó, rồi bút quạt, bút quạt theo Peppa nè. Đó, cũng là 10.000 luôn. Rồi đến là bút này là bút bút BTS, bút quạt BTS cũng là 10.000 luôn. Đây nè, bút quạt Hello, ý lộn, bút quạt Blackpink. Rồi còn có là bút quạt mà loại lớn nè, 12.000 nha. Wow, có bút quạt này nữa nè, cũng 10.000, vừa làm bút vừa làm quạt, rất là tiện lợi luôn nha. Bút quạt BTS cũng có là bút loại lớn 12.000 luôn đó mấy em. Có mấy bạn kêu là giới thiệu bút quạt đó ha, 12.000 nè ha. Để chị lấy thử một cây ra coi. Đây, ví dụ như cây BTS này đi, mình vừa làm quạt nè ha, sau đầu này mình có thể viết được luôn, rất là tiện lợi, rẻ nữa. Đó, nhiều ơi là nhiều luôn nha. Và chị giới thiệu tương đối là đầy đủ hết luôn rồi đó. Đây nè, hệ thống là đao kiếm nè. Đó, hồi nãy là lấy từng cây ra cho các em xem. Chứ ở đây là có đầy đủ hộp hộp luôn á nha. Như thế này. À, còn bút cặp nữa nè các em. Kính thưa các loại bút. Quên thấy không, bởi vì không có lấy ra hết. Ở đây thì chúng ta sẽ còn có bút cặp nè, bút cặp. Đây, bút cặp thì là 12.000 đồng một cặp nè, chân dài. Ở đây thì có bạn Nga Cọp nữa. Rồi đó. Tiếp đến thì còn có bút dạ quang nha. Đây, bút dạ quang kẹo nè, bút dạ quang trà sữa nè. Đó, bút dạ quang trà sữa 5.000 đồng. Bút dạ quang xúc xích, bút dạ quang cá, bút dạ quang cà rốt. Đó, mỗi cây này là 5.000. Mỗi loại mới thì 6.000 nha. Viên gạo, thuốc. Đó, trái cây nè, rất là đẹp luôn. Rồi, bạn nào thích thì hãy nhớ ủng hộ shop nha. Còn, để chị coi còn gì mới không. Bắp này nha, quá trời bắp luôn. À, có kem thỏ nữa nè. Kem thỏ nè mấy bạn. Còn trà sữa thật ra là rất là nhiều màu luôn nè. Bút trà sữa hồi nãy á, chị lấy ra có mấy cây à. Mấy em xem là đủ màu hết luôn á nha. Kèn nè cũng nhiều màu luôn. Kem cũng vậy nè, kem còn có kem dâu rồi nữa mà lấy ra không có hết. Đó, lấy ra xong bây giờ chị phải đi dẹp nữa. Có bút thường này nữa nè nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, Bonnie nè. Rồi,
0937899707 gọi điện để đặt hàng nha. Nhớ là phải xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng. Đó, 0937899707. Còn video của chị thì đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Còn có cả bút trái cây đổ trên đây nữa nè. Rồi bút nhiều ngòi 10.000 nữa nè. Bút quạt 20.000 nữa nè. Rồi đến là bút bình ga là 7.000, bút viên thuốc là 7.000 nữa. Hai bên đây thì là bút chì BT 21 nè. Rồi đến là bút chì thỏ và bơm bơm, bút chì muỗng nẻ, bút chì khoai tây, bút chì khoai tây chiên và trái tim, bút chì này nè, với sò nè, rồi bút chì bông hồng với lại chân châu. Wow, đó là bút nữa đó nha. Còn có bút chì này nữa nè. Bút chì này không có viết được nhé. Bút chì này để mình làm bút, mình làm cái hộp đựng bút. Đó, phía trên thì là bút hoa đổi màu. Rồi, như vậy là video của chị đến đây là kết thúc rồi. À, còn bút này nữa nè. Bút này là bút mực ha, bút mực để mà luyện thi chữ đẹp đó mấy em. 30.000, 40.000 một cây. Hai loại ha. Bút bình nước ngọt nữa chứ. Bút nước ngọt nữa. Để coi bút gì. Bút nước ngọt luôn. Đây nè, bút này thì là 40.000 nè mấy em. Cái nắp bạc là 40.000 ha. Còn cái này á thì là, cái này á thì là nó là 30.000 nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Ai cho ngắm một lần nữa. À trời ơi, còn có cả bút này nữa, bút Hello Kitty. Thấy không, để trên cao không nhớ luôn á, để chị để nó xuống thấp chung với lại mấy cây bút thấp này nè. Đó. Còn bút gom nữa nè. Rồi. Rồi, bye bye nha, hẹn gặp lại ở video sau ha. Ui, thế giới búp bê xinh đẹp của chị. Búp bê 600.000 khổng lồ này rất là đẹp luôn á. Máy làm kem nữa nè, 550.000, máy giặt 160.000. Bếp nhôm nha, bếp nhôm loại xịn 300.000. Bếp nè, trời ơi, cái giường hoành tráng cho búp bê chưa. Ngôi nhà, máy xay sinh tố có luôn. Cái lều mini nha. Trứng khủng long. Trò chơi bít tông nè, có bạn nào thích chơi không? Wow. Bạn nào thích món gì thì có thể gọi điện hỏi cho shop nha. Đầy đủ hết luôn á. Giá không có mắc đâu nha, đảm bảo giá không có mắc. Quá trời nhiều. Có nhiều luôn á.